xăng ở Sài Gòn phát hỏa, nhiều người quăng xe tháo chạy. Chiều 23 tháng 11, nhiều người đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu trên đường Âu Cơ, gần giao lộ Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Bất ngờ lửa vượt lên sau trụ xăng, khói bốc nghi ngút khiến khách hàng hoảng loạn bỏ xe tháo chạy. Sau phút luống cuống, nhân viên cây xăng dùng bình chữa cháy mini khống chế được ngọn lửa. Cảnh sát phòng cháy cháy đến nơi thì đám cháy đã được dập tắt. Mọi người lúc đó hoảng hốt lắm, nhất là đôi nam nữ đứng gần trụ xăng phát hỏa. May là nhân viên cây xăng kịp thời khống chế, chứ không là lớn chuyện rồi, một nhân chứng kể lại. Khu vực cây xăng sau đó bị phong tỏa để cảnh sát làm rõ nguyên nhân, khắc phục sự cố. Hai con chăn rừng bị người dân bắt tại ruộng mía. Hai ngày trước, hàng chục người dân ở xã Nghĩa Phúc và xã Tân An, Tây Tân Kỳ, Nghệ An, trong lúc chặt mía thuê cho một chủ hộ, thì phát hiện con chăn nằm ở gốc mía, tốt người hô hoán, dùng gậy đập chết con chăn nặng 30 kg. Một ngày sau, cũng tại ruộng mía trên, một con chăn khác nặng hơn 15 kg, được người dân bắt sống. Hai con chăn đều được người dân bán một cho một hộ dân để xẻ thịt, giá 3-4 triệu đồng một con. Ông Đặng Xuân Nam, chủ tịch xã Nghĩa Phúc cho hay, vườn mía nơi người dân bắt được chăn nằm sát núi đá vôi, cách khu dân cư nửa cây số. Đây là lần đầu tiên người dân bắt được chăn to như vậy. Một năm trước, một hộ dân tại khu vực từng có con bê bị chăn nuốt dở, nhưng phát hiện truy đuổi nên cứu được con bê. Theo hạt kiểm lâm huyện Tân Kỳ, chăn bị cấm săn bắt, việc người dân săn bắt là sai. Chiều nay, kiểm lâm huyện cử cán bộ về địa phương xác minh vụ việc. Cháy trường ở Sài Gòn, hàng trăm học sinh nháo nhào, hoảng loạn. Trưa 21 tháng 11, khói lửa cùng mùi khét bốc lên nồng nặc tại tầng 2 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nhân Văn thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Hàng trăm học sinh nháo nhào tỏ vẻ lo lắng, giáo viên bảo vệ trường hướng dẫn từng nhóm chạy ra cổng hướng đường Sơn Kỳ. Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, dập tắt đám cháy ngay sau đó, không thương vong nhưng phòng học bị cháy xém, kính vỡ nát. Nguyên nhân hỏa hoạn hiện đang được điều tra, làm rõ.